Trong cái sóng tăng trưởng đầu năm 2022 thì chúng ta thấy cái đội ngũ MM cũng như là đội ngũ team dev thì họ bơm những cái đồng coin mới, và ở cái thời điểm đó thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái dự án mới như là Aptos này, Optimism hay là HFT rồi Hook Blue Token, đúng không? Rất là nhiều những cái dự án mới ở thời điểm đó thì được bơm rất là nhiều, và đó chính là cái con sóng của đầu năm 2023. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì là cái con sóng ở cuối năm 2023, thì hiện tại bây giờ thì nếu mà bạn có Ancoin Season thì với những cái mức X này của những cái dự án trong cái thời gian vừa rồi mà đã X ấy, thì chưa gọi là Ancoin Season được. Tuy nhiên thì mọi người lại nhìn thấy những cái dấu hiệu đó là MM nó không bơm coin mới và nó lại bơm coin cũ, đúng không? Thế nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn đồng coin ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rất là mông lung trong cái việc mà chúng ta lựa chọn coin cũ hay là coin mới. Mình cũng đã từng làm một cái video về coin cũ và coin mới rồi. Tuy nhiên thì ở trong video này mình sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin liên quan đến cái việc lựa chọn coin mới để đầu tư nữa hay không. Đó thì chắc hẳn là có rất nhiều người suy nghĩ đó là hiện tại có nên đầu tư coin mới để đầu tư nữa không ấy, bởi vì chúng ta thấy trong cái con sóng này thì chúng ta không hề thấy nó bơm coin mới, đúng không? Ok, thì ở trong video này mình sẽ chia sẻ cái nhìn nó tổng quan hơn về cái việc mà coin cũ và coin mới, mình sẽ đi theo một cái hướng khác ấy. Đó, về cái đầu tiên thì chúng ta xét về cái con sóng đầu năm 2023 ấy, thì chúng ta nhìn lại ở cái thời điểm đó thì nó nguyên bơm những coin mới. Thì tại sao mà ở lúc đó nó lại bơm coin mới? Bởi vì là lúc đó là đa số là chúng ta mới trải qua một cái mùa downtrend rất là khó khăn, và lúc đó thì nó có ít những cái đồng coin mới ra thị trường này, và lúc đó thì mọi người vẫn đang trong cái tình trạng đó là đu đỉnh những cái đồng coin cũ, giống như kiểu Solana, Near chẳng hạn, mình lấy ví dụ thế. Mọi người vẫn đang mua ở trên này, mua ở đây, và mọi người DCA ở những cái thời điểm trên này và xuống ở những cái thời điểm dưới này là những cái thời điểm mà chúng ta hết tiền. Và lúc đó thì những cái đồng coin cũ thì nó chỉ có giảm thôi, đúng không? Đó, nên cái câu chuyện là những cái đồng coin mới khi đó thì nó ra thì mọi người sợ, mọi người không dám mua. Như mọi người cũng biết Optimism thì mọi người cũng biết là nó ngon, Aptos cũng biết là nó ngon, nhưng lúc đấy không ai dám mua, đúng không? Thì quay trở lại về cái sóng của coin mới của năm 2023, đầu năm 2023 thì nó chính là lý do như vậy. Tức là do mọi người đang vẫn quá kỳ vọng vào những cái đồng coin cũ, mọi người đang ôm quá nhiều đồng coin cũ và mọi người hết tiền, mọi người DCA. Thành ra là những cái đồng coin cũ trong cái sóng đầu năm thì nó không bơm là như thế. Khi đó thì ở những cái đồng coin mới thì nó chưa được cái sự chú ý mọi người, ít đồng coin mới lên sàn, thế nên là ở thời điểm đó thì nó gọi là nhẹ thuyền. Thành ra là trong câu chuyện là lúc đó thì nó đẩy nguyên những cái đồng coin mới là như thế. Đó thì đó là cái bối cảnh để cho cái việc mà nó đẩy coin cũ và coin mới, đúng không? Còn ở cái thời điểm hiện tại nó chưa vào hẳn Ancoin Season. Tuy nhiên thì mọi người cũng nhìn thấy đó là em thì nó trong những ngày qua thì nó bơm rải rác, và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đồng coin cũ mà nó lên x2, x3, đúng không? Mình lấy ví dụ điển hình như là Solana, nó là một cái dự án đại diện cho cái đồng coin cũ Captor mà mọi người cũng đu đỉnh rất là nhiều, cũng như là dính phút về FTX Alameda Research. Tuy nhiên thì mọi người cũng không nghĩ là cái dự án này nó sẽ bơm, nhưng mà nó cũng đã bơm rất là mạnh từ cái thời điểm đó là về tầm 14, 15 lên tới hôm vừa rồi lên tới khoảng 3, 45 đô x3 lần, đúng không? Và như mình nói ấy, nếu mà để hiện tại bây giờ Ancoin Season ở cái thời điểm cuối năm 2023 thì bây giờ nó chưa vào sóng Ancoin Season mà nó đã bơm x3 rồi, thì chúng ta thấy rất là nhiều. Hay là một số những cái đồng coin cũ khác mà chúng ta cũng thấy nó bơm khá là mạnh, ví dụ như là Neo, đúng không? Neo là một cái đồng coin cổ mà trong ngày hôm qua hôm kia ấy, Neo này nó cũng đã bơm x2 lần. Thì đây là những cái dự án mà cho cái việc mà coin cũ, đây cái dự án này nó cũng đã bơm từ
5 đô lên đến 12 đô. Đấy, con Neo này là một con cực kỳ cũ luôn, nó ở tận mùa 2016-2017. Và ai cũng nghĩ đó là con này nó khó bơm, nhưng mà đến hai như bình thường. Hay là một cái dự án mà mọi người rất chú ý, đó là dự án trên Linh. Thì cái dự án trên Linh này á, thì như các bạn cũng đã biết, đó là chúng ta thấy dự án trên Linh này thì nó đã sideways và tích lũy trong vòng 5 trời, tính ra là khoảng 500 ngày, nó sideways ở mức gọi là 5 đến 6 đô đúng không, và mọi người gọi là stablecoin. Tuy nhiên ở trong cái thời gian vừa rồi nó cũng đã bơm lên mức khoảng hơn 12 đô, tức là x khoảng hơn 2 lần. Thì đó là những cái đồng coin cũ mà trong cái thời điểm vừa rồi nó được bơm rất là nhiều, thành ra là mọi người cũng khá là mất niềm tin về những cái đồng coin mới ấy. Chúng ta không thấy những cái đồng coin mới nó chạy gì cả. Đó thì mọi người cũng rất là khó đưa ra quyết định đúng không? Nhưng mà để mình chia sẻ lại cho các bạn về bối cảnh ở thời điểm hiện tại, thì ở thời điểm hiện tại á, thì nó đang khá là khác so với lại bối cảnh đầu năm 2023 đúng không? Như lúc đầu năm 2023 tại sao mà nó bơm coin mới thì mình cũng đã nói rồi. Còn ở thời điểm hiện tại á, là năm cuối năm 2023, thì như chúng ta biết ở trong năm 2023 thì Binance nó đã list rất là nhiều những cái đồng coin mới, và sau cái đợt tăng trưởng đầu năm 2023 thì mọi người đổ xô đi vào những cái đồng coin mới, và chúng ta thấy cứ có con coin mới nào ra ấy, là mọi người đổ xô đi ôm những cái đồng coin mới đúng không, và có rất nhiều người còn cắt lỗ những cái đồng coin cũ ấy để mà chuyển sang ôm những cái đồng coin mới. Thì chính những cái việc đó thì nó đã dẫn tới đó là những cái đồng coin cũ thì nó nhẹ thuyền hơn, cũng như là nó đã giảm rất là sâu và nó đã có cái mức đáy ấy, xác nhận đáy rồi ấy. Thì em nó gom đủ hàng thì nó đẩy coin cũ. Còn những cái đồng coin mới ở thời điểm hiện tại thì nó chưa đẩy. Tuy nhiên thì không phải là những cái đồng coin mới nó không đẩy các bạn nhé. Thực ra bản chất mình đánh giá ấy, ở cái sóng này thì nó chưa vào altcoin season nên là nó chưa đẩy thôi. Chúng ta vẫn có những cái đồng coin mà mình gọi là đồng coin mới á, nó cũng tăng trưởng rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy ví dụ như là PP á, PP và Floki đúng không? Hai cái dự án này thì nó là meme coin, nó là dự án mới list ở trong giữa năm 2023. Thì trong đợt vừa rồi thì Floki tăng rất là mạnh, cũng 2-3 lần, hay là PP nó cũng tăng 2 lần đúng không? Và trong thời gian vừa rồi có Cyber chẳng hạn, thì nó cũng là một cái đồng coin mới và nó có rất là nhiều những cái sóng tăng ở đây. Ví dụ như là nó đã bơm từ mức khoảng 3,6 lên tới 16 đô, và thời điểm vừa rồi thì nó cũng bơm từ 4 đô lên tới là 7 đô, nó cũng x2 và nó cũng đại diện cho đồng coin mới đúng không? Thế nên chúng ta cứ hình dung đó là không phải là đợt này nó không bơm coin mới, mà là nó chưa đủ cái nguồn lực để mà đẩy toàn bộ altcoin season ấy, nên là nó bơm lần lượt. Ví dụ như con nào mà nó nhẹ thuyền hơn thì nó sẽ bơm trước. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá nếu mà trong thời gian tới á, khi mà thị trường nó vẫn giữ ở một cái mức ổn định như thế này, thì nó sẽ bơm lại những cái đồng coin mới, đặc biệt đó là những cái đồng coin mà low pass, low pool của Binance. Thì mình cũng theo dõi về cái chart của BNB trên BTC ấy, thì chúng ta thấy nó đang có cái sự tích lũy đáy, thì có thể là trong thời gian tới mà nó cũng hồi lên thì khi đó thì những cái dự án low pool, low pass của Binance ấy, thì khả năng là nó cũng sẽ được đẩy. Và mình cũng để ý cái chart của Ethereum trên Bitcoin thì nó đang có cái sự tăng trưởng tốt hơn so với lại Bitcoin á, cũng rất có thể là nó sẽ có cái mùa altcoin ở trong thời gian tới, thì mình cũng kỳ vọng là nó sẽ bơm coin mới thôi. Bởi vì là bản chất coin mới thì như chúng ta biết ấy, nó cung lưu thông ra thị trường khoảng từ 10 đến 20%, thì số còn lại thì gần như là em nó nắm hết. Và những cái đồng coin mới và những cái đồng coin mà nó chưa có sóng ấy, mình lấy ví dụ như là Sui chẳng hạn, thì trong cái thời gian mà nó ra này nó đã xả chán chê rồi, mà hiện tại giờ cung lưu thông của nó khoảng độ là 8%, trong cái đó 92% còn lại thì nó nằm ở trong tay em nó chưa cung ra thị trường đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy rất có thể đó là xuống thời điểm này Sui em nó đã gom đủ rồi, thì câu chuyện nếu mà có sóng tăng cho altcoin tiếp theo thì
xui khả năng là nó sẽ được đẩy ở trong cái thời gian tới, đúng không? Đấy, mình lấy ví dụ như những cái đồng coin mới như vậy ấy, hoặc là ví dụ như xây này vẫn chưa có sóng, và hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy nó cũng đang có cái sự tích lũy đi lên ấy. Thì nếu mà như mình nói, trong trường hợp mà BNB nó tốt lên ấy, thì có khả năng là xây nó cũng sẽ được đẩy. Đây là những cái đồng coin mới chẳng hạn, đúng không? Ngoài ra thì những cái dự án layer 2 như kiểu Optimism ấy, thì chúng ta cũng thấy nó đang có cái sự đi lên rồi. Thế nên là mình vẫn tin vào coin mới này, ví dụ như là Arbitrum này, đó cũng tăng lên từ 0,7 lên tới mức 1,1 rồi, và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn nhìn thấy nó đang có cái sự tăng trưởng rất là tốt ở đây, và nó cũng đang tung ra khá là nhiều tin tức tốt, đúng không các bạn? Đó, thế nên là cái việc mà các bạn canh những cái đồng coin mới á, để cho chúng ta có thể là tìm kiếm cái lợi nhuận ở trong cái thời gian tới, thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên cân nhắc những cái đồng coin mới, bởi vì là chúng ta chỉ nhìn thấy những cái một số những cái đồng coin cũ thôi, còn đâu những cái đồng coin cũ ở trên thị trường nó có hàng mấy chục nghìn con ấy, thì làm sao mà chúng ta tìm ra được những cái đồng coin cũ nó bay như vậy, đúng không? Thế còn đâu là những cái đồng coin mới thì chúng ta vẫn có nhiều cái để chúng ta lựa chọn hơn ấy. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn đồng coin cũ nó rất khó, đúng không? Thế nên là chúng ta vẫn nên cân nhắc những cái đồng coin mới. Còn đâu bản chất để mà hold cho cái chu kỳ mới ấy, chu kỳ tới, thì mình sẽ vẫn ưu tiên những cái đồng coin mới, nó sẽ đúng chen hơn, hợp chen hơn. Mình lấy ví dụ như là rất là nhiều những cái đồng coin mới ở nguồn này, như là Optimism này, ARB này, hay là ZKSync ấy, nó là những cái giải pháp layer 2, thì nó sẽ hợp chen, bởi vì là như chúng ta biết đó là mùa này thì khả năng là chen layer 2 nó sẽ ra rất là cao, bởi vì nó giúp cho Ethereum tăng cái khả năng mở rộng và giảm cái phí giao dịch, đúng không? Đó, về cái tính hợp chen, hay là rất là nhiều những cái blockchain layer 1 kiểu mới như là Sui này, Aptos này, hay là Celestia rồi Say á, thì đây là những cái blockchain layer 1 kiểu mới, thì chắc chắn là mùa tới nó còn rất là nhiều những cái câu chuyện để mà vẽ. Thì trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ sâu về cái vấn đề là mình sẽ lựa chọn bốn cái dự án layer 1 này, có thể là để hold cho cái mùa tới, thì mình sẽ đưa ra lý do cụ thể và mình phân tích những cái lý do cụ thể trong cái việc mà lựa chọn đồng coin layer 1 và đồng coin mới ấy. Đó, thì mình sẽ chia sẻ chuyên sâu hơn cho các bạn. Thế còn trong video này thì mình chia sẻ quan điểm của mình về cái việc mà đẩy coin cũ và coin mới ở trong cái thời gian vừa rồi, để cho các bạn có cái kế hoạch các bạn đầu tư các bạn nhé. Ok, thì trên đây là cái bài chia sẻ về quan điểm nên đầu tư coin mới hay không, cũng như là chúng ta đầu tư coin mới như thế nào, của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây, đây là cái kênh YouTube Crypto News của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow kênh để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị trong thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.